Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spyroom. Hôm nay, chúng mình sẽ mang đến cho các bạn một bài viết của tác giả Hexpion. Bài viết được viết và đăng tải trên website spyroom.com. Bài viết này có tiêu đề là vì sao tâm lý ngắn hạn sẽ khiến bạn liên tục mất tiền và vì sao tâm lý dài hạn lại là một bài học quan trọng nhất trong đầu tư. Bài viết này nằm trong series chia sẻ trải nghiệm đầu tư thật của giới trẻ, nơi Spyroom và Infina hướng tới tư duy đầu tư dài hạn và lành mạnh. Và chúng ta hãy cùng đến với nội dung của bài viết ngay bây giờ nhé. Let's go! Lần đầu nhận lương năm 18 tuổi cũng là lần đầu mình nghĩ đến đầu tư. Nhưng phải đến tận năm 21 tuổi thì mình mới thật sự nhập các con số vào bảng tính để có cái nhìn thực tế nhất. Lúc đó mình tính rằng kể cả có kiếm được 15 triệu trên một tháng thì sau khi trừ đi các chi phí sinh hoạt cơ bản ở một mức sống trung bình, số tiền mình tiết kiệm được vẫn còn quá ít để có thể mua nhà hay là lập gia đình. Không lâu sau, mình được giới thiệu với cả crypto vào đúng thời điểm mà thị trường này nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Đi đâu cũng thấy vũ điệu xanh đỏ của các ngọn nến trên màn hình điện thoại. Ban đầu, mình chỉ bỏ khoảng vài triệu đầu tư thử. Sau một tuần, tài khoản của mình tăng 30%, gấp 5 đến 6 lần lãi suất một năm từ ngân hàng. Từ 5 triệu, mình nhanh trí nâng vốn lên thành 20 triệu. Thậm chí còn sử dụng cả margin, giao dịch kỹ quỹ với tỷ lệ tối đa là một vốn vay 3 tiền, hòng đổi đời trong tích tắc. Và đời mình đúng là có sang trang thật. Lúc đó mình lãi đậm ở đằng khác, lên đến cả 100 triệu. Có hôm mình còn vừa ăn nhà hàng sang trọng cùng với bạn gái, vừa nghĩ chiến lược kế hoạch để x5 x10 tài khoản, rồi lại dùng tiền đấy đi du lịch, mua xe hơi, sắm nhà mới. Thế nhưng, giấc mộng của mình chấm dứt vào một tối tháng 4, khi Bitcoin đột ngột lao đầu giảm tới 30% trong chưa đầy 12 tiếng. Tất nhiên, số phận của các đồng tiền ảo khác còn thê thảm hơn. Việc dùng margin tỷ lệ cao đã khiến cho mình bị cháy tài khoản, cháy hoàn toàn. Mình cố gắng cứu những đồng tiền còn lại bằng cách bơm thêm tiền, nhưng càng nạp, tài khoản thì lại càng mất. Kể từ đó, mình vùi đầu vào mọi thứ liên quan đến tài chính và kinh tế, việc mà đáng ra mình nên làm từ trước khi xuống tiền. Mình đọc ngấu nghiến từ nhà đầu tư thông minh của Benjamin Graham, giáo trình kinh tế vĩ mô, các chính sách tài khoá, cho đến cách vận hành của blockchain, crypto, rồi cả các loại hình hợp đồng phái sinh khác nhau trên các sàn giao dịch. Trùng hợp thay, công việc lúc bấy giờ của mình cũng liên quan đến nghiên cứu và tìm hiểu về tâm lý con người ở cờ bạc và đầu tư. Sau đó, mình cũng được tham gia các dự án liên quan đến đầu tư, được nhìn thấy các dòng vốn vận hành, cũng như bắt đầu quen biết với những người đã sinh tồn trong các thị trường nhiều năm. Lâu dần, mình phân biệt được giữa thị trường gấu và thị trường bò, giữa từng giai đoạn trong một chu kỳ kinh tế, giữa phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Nhưng quan trọng nhất, mình hiểu được điểm khác biệt then chốt, mang tính sống còn giữa đầu tư và đầu cơ. Để đầu tư, một người cần áp dụng, thậm chí là phải dày công tôi luyện cái gọi là tâm lý dài hạn. Còn để đầu cơ thì ngược lại. Hóa ra, mình và rất nhiều người đã áp dụng tâm lý ngắn hạn khi đem tiền bỏ vào thị trường crypto, chứng khoán, rồi lầm tưởng rằng bản thân đang trên con đường trở thành một Warren Buffett tiếp theo. Đặc biệt hơn là trong quá trình nghiên cứu, làm việc và thậm chí là mở cả một workshop chia sẻ kiến thức đầu tư, mình còn phát hiện ra rằng những tỷ phú tương lai này không hẳn là những người ít chữ. Trái lại, đó hoàn toàn có thể là những con ngoan, trò giỏi, trưởng phòng và cả những giám đốc cấp cao. Tất cả từ già đến trẻ, từ học sinh cá biệt cho tới nhân viên ưu tú đều đã bị chi phối bởi tâm lý ngắn hạn. Vậy tâm lý ngắn hạn là gì và dài hạn thì trông ra làm sao? Điều đầu tiên và vô cùng quan trọng, sự nghiêm túc khi đầu tư chỉ thường xuất hiện với những ai đã bắt đầu nghiêm túc với cuộc đời của mình. Người ta chẳng thể đầu tư lâu dài và kiên nhẫn nếu như họ chưa tìm được thấy cảm giác kiên nhẫn với cuộc đời lâu dài của mình. Vì vậy, dù nghe chừng chẳng liên quan, nhưng mình nghĩ rằng rào cản lớn nhất khiến những người trẻ trì hoãn việc đầu tư hay là học về đầu tư bởi chính họ cũng chưa thể hình dung ra rõ ràng về cuộc đời trong tương lai. Đừng hiểu lầm, chúng ta đều rất yêu đời và hướng tới việc có một cuộc đời vĩ đại. Nhưng chỉ đơn giản là chưa từng trải qua bất kỳ một giai đoạn, công việc, trách nhiệm hay là mối quan hệ gắn bó nào đủ lâu để có được cái nhìn thấu suốt về khoảng thời gian dài dằng dặc mà mình sắp phải đối mặt. Cấp 1, cấp 2, cấp 3, rồi sắp tới là đại học. Chúng là những khoảng thời gian chia cắt chỉ kéo dài trong dăm 3 năm. Chúng ta hoàn thành nó, rồi từ đó tự tin rằng mình sẽ vượt qua được nhiều cuộc đời phiên bản thu nhỏ như vậy ở trong tương lai. Những dự án từng tham gia, cùng lắm chỉ kéo dài vài tháng, hay một vài mối quan hệ dăm tháng nửa năm. Đó là tất cả những hành trình dài nhất người trẻ cam kết và gắn bó. Do vậy, ta đã quen với tâm lý ngắn hạn, với việc phần thưởng sẽ đến sớm hoặc sai lầm cũng bị lãng quên nhanh. Tâm lý ngắn hạn này sẽ là một trong những trở ngại lớn nhất khi chúng ta trưởng thành và đặc biệt là khi chúng ta đầu tư.
Kể từ sau khi rời khỏi những thiết kế xã hội gói gọn trong 3-4 năm như các cấp học, phần đời phía sau đó sẽ trở thành một đường chỉ kéo dài miên man không hồi kết. Phần thưởng sẽ không cố định như sau 3 năm lại được chuyển một cấp, đến 18 thì được lên đại học nữa. Bây giờ, chẳng ai biết phần thưởng của mình sẽ nằm ở năm nào ở trong tương lai, vào tháng nào, năm nào. Các sai lầm vì vậy cũng dễ dàng bị kéo dài và lặp đi lặp lại, khiến cho người ta trượt dài trên một cuộc đời chán nản và không có mục tiêu. Vì vậy, bài học đầu tư quan trọng số 1, hãy cố gắng để thoát khỏi tâm lý ngắn hạn. Hiểu rằng cuộc đời này rất dài, rồi lúc ấy tự khắc sẽ có động lực học đầu tư và nghiêm túc trong việc đầu tư. Mọi người cứ nói đi nói lại về việc cuộc đời này quá ngắn, nhưng mình nghĩ điều này lại lợi bất cập hại. Hãy biết rằng cuộc đời rất dài, nên khổ cực và đau thương cũng sẽ rất dài. Hạnh phúc và vui thú cũng sẽ rất lâu, tùy thuộc vào việc chúng ta rơi vào kịch bản nào. Nghĩ rằng cuộc đời này ngắn, người ta thường hình dung sai về phần thưởng có thể nhận và đau khổ sẽ phải chịu đựng. Từ đó bất cần và bớt cẩn thận hơn rất nhiều. Có tâm lý dài hạn, người ta sẽ tránh được nhiều sai lầm ở trong đầu tư. Một là bạn sẽ không còn thèm những món lợi nhuận ngay lập tức nữa. Vì vậy, tránh được việc mất tiền và những trò rủi ro cao. Lợi nhuận càng nhiều, càng nhanh, rủi ro sẽ càng lớn. Đôi lúc rủi ro này lớn tới mức dường như là cầm chắc chắn thất bại trong tay. Rất nhiều người chỉ nhìn vào phần lợi nhuận mà chơi đi chơi lại những trò chơi gần như là chắc chắn mất tiền. Và vì mất tiền, họ chỉ còn rất ít vốn và muốn thắng to, nên lại tiếp tục chơi những trò rủi ro cao, một vòng luẩn quẩn. Vì cuộc đời rất dài, việc cố chấp duy trì sai lầm sẽ khiến cho bạn mất đi một con số khủng khiếp khó hình dung nổi. Trong khi đó, mặc dù việc tích lũy và đầu tư an toàn chỉ đem đến lợi nhuận khoảng từ 10 đến 15% một năm, nhưng vì cuộc đời của bạn rất dài, nên việc có những quyết định đúng đắn liên tục sẽ giúp cho bạn có được phần thưởng ngày càng lớn. Hai là, khi đã xác định được cuộc đời rất dài và sự ổn định của mình có thể nằm ở đâu đó, cách hiện tại dăm năm, chục năm, người ta sẽ học được cách kiên nhẫn để tham gia vào đầu tư an toàn có lợi nhuận vừa phải, nhưng rủi ro thấp. Việc tích lũy này giúp cho họ nhận được lợi ích từ lãi suất kép. Ngắn gọn là càng tiết kiệm thì việc tiết kiệm sẽ càng dễ. Tạo ra sức mạnh vốn ổn định rồi lại có rất nhiều tiền để tiếp tục đầu tư vào những kênh an toàn. Khi cầm trong tay 5 triệu, 10 triệu, dù có thắng được gấp đôi, tức là cộng 100%, cũng chỉ được 10 triệu, 20 triệu. Nhưng khi bạn đã có 100 triệu tiền tiết kiệm ở trong tay, chỉ cần kiếm được 10% con số đó mỗi năm là bạn đã có được 10 triệu. Vì vậy, bắt đầu tích lũy sớm sẽ là một khoản lợi thế không thể chối cãi. Nếu bạn định hỏi là, nhưng 100 triệu ở đâu thì không ai nói, thì đó vốn là biểu hiện của một tâm lý ngắn hạn, muốn có ngay trong tay một số vốn. Thế thì ước có luôn trong tay 10 tỷ đi, khỏi cần phải đầu tư cho rồi. Ước có 100 triệu để bắt đầu đầu tư làm chi cho cực. Đừng nghĩ như vậy, đầu tư không phải là để làm giàu, đầu tư là sự nghiêm túc hướng tới mục tiêu cụ thể. Nếu bạn cần 100 triệu để đầu tư, hãy bắt đầu tiết kiệm để có 100 triệu. Cuộc đời rất dài, rồi người ta cũng sẽ đạt được nhiều mục tiêu hơn họ nghĩ, thông qua việc làm dần dần từng bước. Ba là, biết rằng cuộc đời dài sẽ giúp chúng ta bình tĩnh đứng lên sau những sai lầm. Việc đầu tư dưới nhiều hình thức sẽ bao gồm các thất bại và những bài học. Tuy vậy, cá nhân mình thấy số tiền mất đi lúc nào cũng rẻ hơn so với bài học mà mình nhận được. Thứ chúng ta cần chỉ là một tâm lý vững vàng và thái độ sẵn sàng đứng lên làm lại từ đầu. Biết rằng cuộc đời của mình dài, rồi bạn sẽ kiên nhẫn hơn với bản thân. Và đó sẽ là nền tảng tốt sửa sai sớm, rồi tìm ra được hướng đầu tư lâu dài, hiệu quả dành cho bản thân, như cách mình đã và đang làm được. Cuối cùng, khi biết cuộc đời mình sẽ rất dài, bạn sẽ nhìn thấy nó như một hành trình đa dạng với nhiều việc cần làm, nhiều người cần quan tâm, nhiều thứ phải lo và nhiều nơi để trải nghiệm. Bạn sẽ cần tiền và biết rằng mình sẽ luôn cần tiền. Đây sẽ là động lực lớn nhất để bắt đầu những bước nhỏ đầu tiên và duy trì việc đầu tư trong suốt cuộc đời của mình. Đầu tư không giống như một canh bạc, chơi một ván rồi nghỉ, xong lại chơi ván khác. Đầu tư là một cánh cửa mà khi ta đã bước qua rồi, ta sẽ sống cùng nó cả đời. Mình nghĩ bấy nhiêu là đủ để giải thích về tâm lý ngắn hạn một cách chi tiết, thay vì gói gọn trong một vài câu vô thưởng vô phạt, kiểu như là khi đầu tư đừng tham gia với tâm lý ngắn hạn. Khi còn trẻ, mình còn chưa thể so nổi sao là ngắn và thế nào thì mới là dài, thành ra mãi chẳng hiểu được. Thực ra, việc đầu tư lâu dài còn có một lợi ích rất lớn mà chỉ những ai đã đi qua thì mới hiểu. Chúng ta có thời gian để lớn lên cùng với tài sản của mình. Đây là điều rất quan trọng. Có trong tay tài sản lớn hơn vốn kinh nghiệm, kiến thức và trưởng thành về mặt cảm xúc quá sớm, và cuộc đời lại dài, nhiều khả năng đó không phải là một cái kết đẹp, mà chỉ là khởi đầu của một cái kết tệ đang chờ đợi mình ở trong tương lai. Một số ví dụ về việc tâm lý ngắn hạn sẽ dẫn đến thất bại không thể tránh khỏi. Dưới đây là một trong số những điều mà mình đã chia sẻ trong workshop, bây giờ mình sẽ tóm tắt lại để mọi người hiểu nha. Khi mất đi một nửa số tiền đặt cược,
ta cần thắng gấp đôi để hòa vốn. Trước hết, các con số rất vô nghĩa. Tiền thắng được sẽ không có ý nghĩa gì nếu vẫn nằm trong quỹ dùng để tiếp tục đánh bạc. Chẳng hạn, khi chơi chứng khoán, nếu toàn bộ số tiền vẫn nằm trong ví quỹ margin hay là phái sinh future nhằm kiếm lợi nhuận nhiều nhất có thể, như mình đã từng làm, rủi ro về việc mất tất cả vẫn giữ nguyên, bất kể tổng số tài sản chúng ta đang có là 100 đô hay 10.000 đô lúc này vẫn chỉ là những con số tượng trưng, sẵn sàng biến mất toàn bộ bất kỳ lúc nào. Do vậy, bất kể rằng bạn đã may mắn thắng được 9 lần liên tiếp, nếu vẫn giữ nguyên cách thức cược ở lần thứ 10 rồi gặp xui xẻo, toàn bộ tài khoản vẫn có thể bị thanh lý. Đây là lý do vì sao những lựa chọn đầu tư bằng đòn bẩy rủi ro cao này lại gần như chắc chắn dẫn đến kết quả thua. Nếu như người chơi chơi theo phong cách đánh bạc, không cần quan tâm bạn đã thắng bao nhiêu, một lần thua là sẽ quét sạch tất cả. Thứ hai là ngay cả khi bạn không mất hết, phần trăm số tiền ấy cũng sẽ đẩy bạn vào tình thế càng ngày càng khó khăn và cuối cùng là mất hết. Giả sử như bạn có 100 triệu, bạn lỗ 10%, tức là 10 triệu, thì bạn chỉ cần phải kiếm một lần lãi 11% là hòa vốn. Nghe qua thì có vẻ không quá khó phải không? Thế nhưng, nếu bạn lỗ 25%, thì với 75 triệu còn lại, bạn phải kiếm được một khoản lãi lớn hơn, lên tới 33%. Nếu như bạn mất đi một nửa số vốn, bạn sẽ cần cơ hội để x2 tài khoản. Một việc gần như là không thể, đặc biệt là trong ngắn hạn. Mất càng nhiều vốn thì càng khó để bạn lội ngược dòng. Bạn cần một khoản lợi nhuận lớn hơn, mà lợi nhuận luôn luôn tỷ lệ thuận với cả rủi ro. Nếu bạn vì ham mê giàu sang giống như mình mà quyết định dùng margin, thì các con số còn ám ảnh hơn. Giả sử bạn sử dụng tỷ lệ 1-3, tức là 100 triệu vay được 300 triệu. Lúc này chỉ cần kiếm được 10% của 400 triệu, lãi dòng của bạn đã là 40%. Thế nhưng nếu lỗ 10%, vốn của bạn giờ chỉ còn 60 triệu. Tỷ lệ ký quỹ càng cao thì khoản lợi nhuận bạn có thể kiếm được cũng càng lớn. Đồng thời, mức độ rủi ro bạn phải chấp nhận cũng như vậy. Cảm xúc ảnh hưởng tới các mối quan hệ trong đời mỗi người và không phải ngoại lệ trong lúc đầu tư. Cảm xúc là thứ gắn chặt với chuyện tiền bạc. Dopamine tiết ra khi chiến thắng một ván bạc, đồng thời cũng khiến ta cảm thấy vui vẻ, hào hứng và sảng khoái, giúp ta vẽ ra một tương lai tích cực hơn, tin vào một niềm tin thiếu thực tế hơn. Ngược lại, sự thua cuộc sẽ khiến cho một tay chơi nhanh chóng lo lắng, quá bi quan hoặc là quá liều mạng, cũng như thay đổi kịch bản suy nghĩ dựa trên cảm xúc tiêu cực mới này. Vì vậy, một người lý trí thức dậy vào lúc 7 giờ sáng, tập thể dục, uống cà phê và ngồi xuống máy tính để bắt đầu mở bảng lên tiền nến, rất dễ biến thành một con nghiện cờ bạc, vò đầu bứt tóc trước màn hình khi kết quả dần chuyển theo hướng không mong muốn. Thế giới biến chuyển nhanh hơn ta nghĩ và rất có thể nó không thực sự thay đổi. Chỉ là thế giới quan của ta đã bị ảnh hưởng bởi các cảm xúc, thứ bị ảnh hưởng bởi những sự kiện từ các ván bạc. Bên cạnh đó, có một bí mật đằng sau việc tiền ở sòng bài thường phải quy đổi thành chip. Và vì sao bạn có xu hướng đẩy cả 500 đô vào một giao dịch trên máy tính mà hiếm khi dừng lại để suy nghĩ? Vì hình thức của chúng cắt đứt mối quan hệ với giá trị thực của tiền và ngăn cản bạn suy nghĩ một cách lý trí. 500 đô có thể bằng với 500 cốc cà phê uống trong vòng 500 ngày liên tục, tức là gần một năm rưỡi. Sẽ dễ hình dung hơn nếu bạn cầm trên tay 10 tờ 50 đô thay vì một con số bé tí trên màn hình ghi là 500 đô. Tương tự, có lẽ hiếm người sẵn sàng all in 100.000 đô một lúc nếu hành động này phải được thực hiện bằng cách đẩy một đống tiền mặt nặng trịch ra phía trước, thậm chí là vứt từng cọc tiền đến mỏi cả tay. Nhưng sẽ dễ dàng hơn nếu như chỉ đơn giản xô những chồng chip màu sắc có kích thước bằng nhau in những con số bé tí. Quan trọng nhất, nếu như bạn thích cờ bạc đến thế, bạn càng cần phải đầu tư để có thật nhiều tiền. Mình không muốn khuyên bất kỳ ai phải ngừng làm những việc giải trí, miễn là nó vô hại. Vậy, để có thể tham gia vào những cuộc vui hưng phấn với bạn bè của mình, hay thậm chí là có tí tiền để tham gia đầu tư rủi ro cao lợi nhuận lớn, hãy đảm bảo rằng nó vô hại với cuộc đời của bạn. Và làm thế nào để chúng trở nên vô hại? Hãy đầu tư để tích lũy đủ nhiều tiền, rồi bạn sẽ có cho mình một ít để chơi. Những khoản chơi bé bé này đôi lúc sẽ đem đến phần thưởng bất ngờ. Nhưng đừng quá tập trung vào chúng. Chúng có thể chiếm tới 5% trên tổng số toàn bộ tài sản mà bạn có. 95% còn lại phải được neo giữ ở những kênh an toàn. Theo kinh nghiệm cá nhân, mình thấy giới trẻ ngày nay thậm chí còn muốn có mọi thứ nhanh hơn, nhiều hơn và dễ dàng hơn so với người ở thế hệ trước. Điều này có nghĩa là, bất kể sự tiện lợi và dễ dàng khi tiếp cận với kiến thức cũng như các kênh đầu tư, Gen Z ngày nay đang phải đối mặt với một kẻ thù lớn hơn nhiều trên hành trình gia tăng tổng giá trị tài sản, đó chính là bản thân của họ. Khi đã đầu tư đủ lâu, bạn sẽ nhận ra rằng không phải thị trường mà chính bản thân mỗi người mới là kẻ thù lớn nhất. Vì vậy, nếu như bạn được mạng xã hội và lối sống thỏa mãn tức thì gen nó trở thành một con người cần là có, muốn là được,
bạn sẽ càng gặp rất nhiều khó khăn ở trong đầu tư. Do vậy, hạn chế tiếp xúc với những thứ nuôi dưỡng tâm lý ngắn hạn cũng là một điều cần thiết. Kẻ thù lớn nhất chính là chúng ta. Mình biết câu này nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng có lẽ nội hàm của nó sẽ cần đến trải nghiệm thực tế để chiêm nghiệm được. Tóm lại, có một điều rất đơn giản mà mình đã tự rút ra để nhắc nhở bản thân mỗi khi bắt đầu nổi máu cờ bạc và có tâm lý ngắn hạn. Đó là nếu như bạn cần thời gian để có thể lớn lên, tài sản của bạn cũng như vậy. Chúng ta đều được trao tặng một cuộc đời đủ dài. Hãy tận hưởng lợi thế đó để nuôi dưỡng toàn bộ mọi thứ, bao gồm từ tài sản vật chất đến tài sản tinh thần. Nhớ lấy, đừng nghĩ cuộc đời quá ngắn để rồi bị mất bình tĩnh. Chúc mọi người đầu tư an toàn và thành công. Và hôm nay là một ngày tốt để bắt đầu. Infina là nền tảng tích lũy và đầu tư được tin dùng bởi 1 triệu người, với sứ mệnh giúp các nhà đầu tư mới tiếp cận trực tiếp tới các hình thức đầu tư chính thống với đầy đủ nền tảng kiến thức thông tin để người dùng tự tin đưa ra quyết định đầu tư. Tải app ngay tại App Store và Google Play tại đường link ở trong phần mô tả nhé. Và đó cũng là toàn bộ nội dung của bài viết mà bọn mình muốn chia sẻ đến các bạn. Hãy nhớ rằng video này thuộc series chia sẻ trải nghiệm đầu tư thật của Sparrow và Infina, nơi chúng mình muốn hướng tới một tư duy đầu tư dài hạn và lành mạnh. Nếu các bạn thích video, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Sparrow, còn mình là Pink Duck. See ya!